Thế hết từ đầu đến cuối. Ủa sao cái này hố khó quá. Sao cái này nó khó quá. Kệ nó, con viết đi, con sai con viết tiếp, bỏ qua viết tiếp đây. Bỏ chữ O đi. Viết tiếp chữ khác. Đây. Ờ, à cái này cái viết này hư á hả? Viết này hư. Ok. Nó không ra mực hả? Ôi sự bực kia đấy không ra. Cái này đi, cái này vừa thì cái này ngon này. Cái này ok mà. Chữ gì đây? Viết thẳng bút lên ra được. Hay viết viết. Nó mỏ tay đây thôi. Vừa lạc với nước cả đợt. Rửa tay hả? Rửa đi. Đúng rồi, thẳng viết em được đấy. Thôi bỏ chữ đó đi, viết chữ bên cạnh đi. Chữ có thấy nó bị sao đó. Yes, hey, apple. Hey, apple. Hey. Hey, apple. Hey, apple. Ah. Apple. Yes. Okay. Tiếp. Đều chấm tiếp cho nha. Con chấm. Ờ, biết chấm không? Rồi chấm hai bên. Nhưng mà chấm chưa? Okay.